Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay thì Phương lại quay đường phố và con phố anh chị. Con đường hôm nay thì Phương sẽ quay con đường Phương xài ha. Buổi sáng này, giờ này 9 giờ là đường Phương xài rất đông lắm con phố anh chị. Xe máy ra vô liên tục chỗ này đông. Giờ Phương quay qua cái bảng tên đường ha. Bà con có bạn đi với Phương. Phương sẽ đi quay từ từ. Phương sẽ quay chi tiết đường này luôn ha. Giờ này là 9 giờ rồi này. Bên này là bán bánh mì Nguyên Hương. Giờ này là người ta đi chợ rất đông. Con đường này thì Phương cũng quay cũng khá là lâu rồi, bây giờ Phương quay lại. Này thì Phương sẽ quay đi hơi xa đó, nếu khi nào mà Phương em mỏi quá thì Phương mới dừng máy ha, dừng video ha. Chín giờ này cũng nắng hơi bị nhiều, cũng nóng lắm bà con cô bác chị. Cái trang máy hôm nay nặng nóng luôn. Đây có bán dừa này. Ồ, bán dừa nhiều. Ồ, người ta chắc cái dừa đẹp quá ha, mấy buồng dừa đẹp ghê. Bên này là có một con hẻm nữa. Có một cái bánh mì lớn này, mười dũng. Bán đỡ không chị? Bán đỡ không?
từ học Phương Sơn rồi. Bên đây là đường Phương Sài này, buổi sáng này. Sáng bên này cũng tìm hải sản nè, bán hải sản không, bán hầu, bán sò. Cái đỏ được cái liền bán ít khách ngồi cũng người cô ha. Cái đỏ mùa này cái đỏ không nhiều á. Để bán mì Hoành Thánh ha, là bán mì Hoành Thánh này, chả ram bán được không, bán cũng ít lắm ha. Vui hơn cái ngày gì. Phương ơi, tới gần chợ rồi. Tới chợ rồi, bây giờ Phương sẽ đi tiếp ha. Giờ buổi sáng đâu Yeah.
rồi có cái tiệm cà phê cốc rồi. Mấy chị cũng tập trung đây vui ha. Chào chị. Quán cà phê cốc. Mình đi tới cái đoạn này mình quẹo trái, trong đó là cái nhà nhiều không hả chị? Nhiều lắm, đông lắm, đông lắm, đông lắm, nhẹ nó nhiều lắm. Dạ, cái xóm đó là kêu bằng xóm gì? Xóm gì? À. Chợ Phương Xài, kêu Phương Xài đi. À, dạ. Để lên đợt Phương đi vô quẹo trái ha. Dạ. Dạ. Phương thì cũng chưa đi qua cái hẻm đó, Phương sẽ quẹo vô cái hẻm trái đó ha. Chào anh. Con đường nào Phương chưa đi thì Phương sẽ đi vô ha, quay cho khán giả xem. Phía bên này là chợ Phương Sơn nè bà con các bác anh chị. Bên này có một cái cửa nhỏ, Phương sẽ đi vô trong lòng chợ. Giờ này 9:15 thì người ta đi chợ cũng nhiều nè. Alo. Phải quay phim ha. Mày bán rau nhiều ghê ha. Ế lắm hả? Ngồi chơi không à? Thấy đông mà. Bên này là hàng chè cá. Là chị chè cá này. Đây chè ké nè. Ồ, chè ké thơm quá hả? Hello, nhớ anh đi quay rồi, mắm rồi. Kè. Mắm kè, ủa? Mắm kè. Chị bán mắm kè hả? Ờ. Bán được không? Trời ế quá anh ơi. Ủa bán mắm kè bây giờ bán đu đủ nữa hả? Ờ, bây giờ bán chỉ có đu đủ nữa. Đu đủ nữa. Dạ. Đu.
Châu lên mấy trái, chị lên mấy trái. Đu đủ này mình chỉ về nấu canh thôi đúng không chị? Ờ, về nấu canh thôi. Chị lên mấy trái? Lấy hết luôn. Cái này bán trái, một trái là bao nhiêu tiền chị? Không, mấy trái đây nó buồn rồi. Tao cái đường bỏ ra. Đu đủ này chị nấu canh ha. Hầm giò. Đu đủ hầm giò hả chị hả? Ờ, hầm giò. Cái này là bán mắm càng. Rồi, còn nữa em. Rồi, ba hai đứa nhỏ bên đó. Rồi, cái gì lên. Ủa cái quầy này là quầy chị đúng không? Dạ, quầy mắm kè của chị nè. À, chị tên gì em quên rồi ha? Mắm kè. Chị tên gì cho biết không? Lùng mắm kè. Hả? Lùng. Lùng, lùng, chị Lùng. À. Chị Lùng mắm kè. Bán ở đây. Rồi. Bữa nay em thấy trong lòng chợ thấy cũng đông với chị ha. Đông hơn là mới bữa gì mà chợ ế. Dạ. Cái gì trước xe sau vậy với xe bên đây mình hỏi. Bên kia có kìa. Người ta cũng một cá đông nè. Ờ, à, chưa đông, chứ mới bị. Hôm Phương quay rồi, bây giờ Phương quay lại á. Để khán giả xem hôm nay như thế nào đó. Phương vô phía bên này ha. Phương ra lại là Phương không xin kết thúc video đó, còn các anh chị. Đưa nghe một lối đi nữa nè. Các chị. Rồi Phương ra lại đường Phương xài rồi. Phương ra ngồi đây thấy chị này bán bánh này. Đưa lên cho bán đắt đi chợ đấy. Bánh su su này. Bánh su su cái này là người ta mua hả? Người ta mua mình đóng cho người ta đó hả? Trường em bỏ sỉ cho nhà trường đủ thứ. À vậy đó hả? Chị bán đủ thứ bánh luôn nè. Bánh ngọt nè. Bánh này là nhà mình làm đúng không? Nhà làm luôn anh. À, nhà làm luôn hả? Rồi chị bán đây lâu chưa? Dạ được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Chị bán đủ thứ bánh ha. 18 giờ. À, đỡ bây giờ sẵn đây em quay em cho khán giả biết cái tiệm bánh của mình nha. Chị bán bánh ngọt rồi con có báo chị. Bánh này 7.000. Bán trà bông nữa ha. Chị có bán trà bông nữa nè. Ở đây chị có bán trà bông nữa ha. Dạ đủ thứ hết anh. Trà bông cá hay là trà bông thịt? Dạ thịt heo. Thịt heo. Dạ, giờ Phương đi Phương cũng mua 4 cái bánh su su đó. Su 10 cái 25 ngàn thôi. À, 10, cái này là bao nhiêu tiền? Một hộp đây dạ. Bao nhiêu tiền? Cho nó đưa anh 10 ngàn được. Không, người ta nhiêu mình mua không có thích bán rẻ đâu. Cái này là 15 ngàn. Ờ, 15 ngàn. Đúng rồi, 15 ngàn 6 cái thì mình phải bán 15 ngàn 6 cái. 2 ngàn rưỡi một cái. Mình nói video 15 ngàn cái lỡ chị bán rẻ cho tôi. À, tôi hỏi cái giá nó khác làm sao. Béo ghê hả? Bánh su su. Ta mua một lần 700-800 cái. Ừ, dễ hả? Đây là người ta đặt mình, nhà trường đặt mình đó hả? Ừ. Bán lần 700-800.
Cái tiệm mình kêu bằng tiệm gì? Khánh Nguyên. Khánh Nguyên. Dạ. Là tên chị luôn á. Dạ. Không, chị hình như là em nghe tiếng đâu, hình như người Sài Gòn hả? À, người miền Tây ha. Béo lắm. Ngon. Mười lăm nghìn sáu cái. Tại vì bánh ở đây làm nhà tự mình làm luôn cho nên bán rẻ. Nhà mình làm. Dạ. Mình mấy bánh này là mình làm hết. Làm hết á. Cái xưởng cái xưởng của mình là nằm ở đâu? Ở tổ 3 Vĩnh Điềm. À Vĩnh Điềm ha. 24/208. Ừ, sẵn nói đi ha. Cũng có khách đặt Vĩnh mà Điềm chị. Một hiệp Nha Trang. Ừ. Chị thẳng đây chị nói số điện thoại đi, có nếu mà khán giả mà biết. Số điện thoại 0985895063. Ừ. Vậy ai có đặt thì tới địa số điện thoại của chị ha. Ở Phương ăn thêm cái béo quá, mà ngon lắm. Mình bán cái này cả ngày luôn chứ đâu có bán. Bán tới 6 giờ chiều á. 6 giờ chiều không? Thôi chị bán lên 6 giờ chiều luôn mà con có bán chị. Ở chợ Phương Sơn đi. Chợ Phương Sơn. Như mấy cái bánh này thì đeo cho chị thôi. Như mấy bánh này là như một ổ. Cái đây là bánh kép 35.000 một ổ. Rồi. Cái đây là bánh muffin trứng muối 35.000 một hộp. Rồi. Là 7 cái anh. 7 cái. 7 cái. Còn đây bánh bò nướng đường phúc nốt 50.000. Còn bông lan đây là 25.000 thôi. 25.000. Dạ. Bánh chất lượng thì ngon. Còn đây là bánh muffin 25.000 một hộp. Mình có Facebook hay là cái gì không? Dạ có Facebook Khánh Nguyên luôn. À Khánh Nguyên luôn ha. Thôi bây giờ mình mua cái hộp này. Dạ. Lấy cái hộp này. Dạ. Hết là bao nhiêu ha? Dạ bánh đây 35. Với cái kia nữa. Đưa em 50. Người ta nhiêu mình nhiêu nha, dạ, không dạ. Được bán rẻ nha. Dạ. Lỡ nói video này rẻ rồi tới người ta mua cái vé khác là phiền lắm. Bán gì là rẻ rồi. À, không đừng có nghĩ tôi vay, đừng nghĩ tôi là quay dạ. Phim cái là bán rẻ tôi không thích đâu. Bán bao nhiêu là mình mua bao nhiêu? Rồi 50 hộp. 50.000 hết. Với lại cái đây 35 là 50. Rồi. Rồi cảm ơn. Dạ. Nếu có tới đây thì tới chợ Phương Sơn ủng hộ chợ chị Phương nha. Sơn Phương mới ăn rồi. Cũng ngon lắm. Dạ. Bánh su su mà không biết cái bánh này như thế nào. Muffin trứng muối. Ừ. Ăn thử luôn đi anh. Rồi ok. Thôi bây giờ lấy thử một cái nữa coi tôi ăn như thế nào, sẵn đây nói trên video luôn ha. Dạ. tôi cũng quay ăn vặt lắm. Phía bên này đỡ Phương quay phía bên đây cho biết cái tiệm này và biết luôn cái tiệm này nha. Tiệm bạc á, bạc Ánh Phương này. Tiệm bạc Ánh Phương. Rồi để mình thử cái này như thế nào ha. Coi thử ngọt lắm, giờ này người ta ít ăn ngọt lắm á. Dạ, ăn vừa vừa là được rồi. Cũng vừa, ngon. Vừa ăn. Ngon lắm. Ngon. Cái đánh Phương cái nào ngon là ngon. Mình nói mà ăn cái nào mà nhiều ghê mà. Nói chung là không phải dở nhưng mà được á, được của mình mà nhiều khán giả thương dở hơn thì mình không nói. Dạ. Dạ. Video nào mà Phương thấy Phương ngon là Phương khen đáo đỡ luôn bà con cô bác anh chị. Dạ. Dạ. Ủa chợ nhà nghèo là sao chị? Chợ đấy là ít người có mua lắm. Ít mua lắm hả? Không em thấy vô chợ cũng đông mà. Thì bán đông nhưng mà là ít người mua. Ừ. Mà em thấy hồi nãy vô chợ cũng đông lắm á. Đông thấy gì chứ đông, người bán không thích người mua. Gì đó hả? Thì tự vì em cũng đi quay nhiều chợ lắm. Thấy chợ bên đây cũng đông nè. Người thì đông thật nhưng mà mua bao nhiêu hết trơn. Chủ yếu là bán đa số là chợ bán buổi sáng thôi ha. Chị bán ở đây chị cũng nói là cũng ít khách đó. Chị bán tiệm vàng này Ánh Phương hả? Ủa đây vàng chi á hả? Ồ oh. À, trang sức vàng si á bà con cô bác anh chị. Chị bán đây lâu chưa? Dạ cũng mười mấy năm.
anh chị bán ở đây thì chị cũng bán, hình như là chị thấy trong kia chị bán yến nữa hả? Yến xào Khánh Hòa. À, yến xào Khánh Hòa. Thôi sẵn đây em quay quảng cáo giùm cho chị luôn nha. Dạ, cảm ơn chị. Phường Tánh Phường thì cũng thấy cái tiệm nào cũng thấy cũng hay quảng cáo cho họ đó. Thì ai tới mua thì mua. À, chị bán yến xào. Vừa ngon vừa rẻ. Khánh Hòa thì Khánh Hòa thì nó nhiều Khánh Hòa lắm mà biết Khánh Hòa này sao? Yến nuôi có, hàng siêu nhiên có. Ừ. À, yến nuôi là yến nào? Yến còn yến nuôi là sao phân biệt được? Ví dụ như tôi mua sao tôi phân biệt được? Người bán ta nói. Ta nói rồi, quan trọng là thật ha. Đúng rồi. Cái nào nuôi là nuôi, dạ. Cái nào mà thiên nhiên là thiên nhiên ha. Đúng rồi. Đó, bây giờ. Ta biết mà, đó. Ăn nhiều mà ta biết. Tại vì Phương cũng quay lên cộng đồng á, cái gì cũng phải thật đó. Phương cũng sợ. Đó chị cũng nói trên video bà con cô bác anh chị. Dạ. Dạ cũng mua chút đi ai chị. Thôi em chào chị nha. Dạ mà. Ủa anh cái YouTube hay kênh gì vậy? Em nữa bấm cho coi à. À kênh của mình là Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh. Ờ, à, thấy cái mình đăng về cái tiệm của mình đó. Dạ. Để chia sẻ lên nha. Dạ dạ. Like và chia sẻ lên nha. Mọi người ở đây chia sẻ cho. Ờ, à, đã biết cái tiệm của mình đó. Thì Phương ăn cũng cũng ngon, giá nó cũng rẻ, có không mắc đâu. Dạ. Ở đây bán giá hữu nghị lắm. Ờ, à, giá hữu nghị. Chúng chợ đi giống như chợ quê vậy đó. Ừ. Đó, Phương bây giờ Phương cũng mua xong à, rồi. Cũng người Nha Trang đây mà. Ừ, mà người Nha Trang mà. Người cũng ở Nha Trang nè. Ừ, đúng rồi, Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh ơi. Nha Trang Biển Xanh ha. Nhớ nhớ chia sẻ. Đây phía bên này thì người ta vẫn bán áo quần thì cũng có ít khách nè. Dạ. Sao chị? Ờ, quảng cáo được rồi, bây giờ rồi. Cô quảng cáo luôn giùm cho chị luôn nha. Đó, yêu ơi bên này mực khô nè. Ủa mực khô nào? Đó. Mực khô nào? Đây hả? Chị, chị. Sao vậy? À, không có người hả? Chợ nào cũng vậy chị à? Chợ kia có không? Dạ cũng vậy, chợ nào cũng vậy đó, chứ không phải là riêng chợ mình đâu. Đó, bây giờ phải cố gắng lên chơi rồi sao? Rồi chị bán đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Mười mấy hàng chục năm, cái hồi tới chợ tới giờ. Dạ. Thành lập mấy chục năm chợ này rồi. Dạ, chị bán cũng 20 năm rồi ha. Tại nhà ở gần đây á. Dạ. Bán. Dạ, gần đây cũng. Giờ già rồi, giờ bán thì đâu. Dạ. Chị ở phường nào? Phường Phương Xài. À, phường Phương Xài, thì cũng gần đây ha. Dạ. Phía bên này Phương Xài, bên này Phương Sơn. Dạ. Vậy là chị tên gì? Tân. À, chị Tân ha. Cái quầy mình là quầy số mấy? Cái này có quầy đâu có tên đâu ha. À, chị Tân là được rồi ha. À, chị Tân thì bán đây. Rồi chị không nói là bây giờ bán cũng ít khách đó. Thì chỗ nào nó cũng vậy chị. Dạ, cố gắng lên ha. Dạ. Dạ. Dạ, đâu có tiền đâu. nhiều khi mấy hồi em đi quay em có tiền nhiều á. Thì mua 4 bịch, 5 bịch bây giờ còn có đấy không? Em mua con bịch này, em bịch mấy chục nghìn nè ha. Thấy không? Giờ bây giờ khó khăn thì mình phải hàng hẹp lại. Nói gì? Dạ, ăn cái gì? Tất cả trên ở đâu cũng vậy, bây giờ phải tiết kiệm đó chị. Càng ngày càng khó khăn. Ủa chứ em ở đâu? Tới đây quay. Dạ, em ở Nha Trang. Tại Nha Trang. Dạ. Em quay ở chỗ này chỗ kia rồi. Đi quay hả? Dạ. Đi quay cho vui hả? Dạ, đi quay cho vui. Mấy cái quán ăn đồ á. Không biết phải không? Phải dạ, này không? Dạ, em không biết nữa. Em nhiều người quay đó. Em không biết ai là ai ha. Chị bán cái tiệm đây ha. Chị bán chắc cũng lâu rồi hả chị ha? Chị chúc may mắn nha. Dạ. À, mong rằng những video đó mình nhiều khán giả biết đến này. Dạ, dạ. Như video hôm nay khán giả biết đến rồi sẽ ủng hộ cái tiệm bánh của mình ha. Dạ, dạ. Bây giờ Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương sẽ tiếp tục đăng cho bà con cô bác xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.